Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2022, thứ sáu, tuần thứ 10 thường niên. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa." Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động, Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Elia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Bỗng có tiếng nói với ông: "Hỡi Elia, ngươi làm gì ở đây?" Ông thưa: "Lòng nhiệt thành với Chúa, các đạo binh nung nấu còn, vì con cái Israel đã phản bội với giao ước của Chúa, phá hủy các bàn thờ, dùng gươm giết các tiên tri của Chúa. Chỉ còn con sống sót và họ đang tìm hại mạng sống con." Nhưng Chúa phán cùng ông: "Hãy lên đường trở về qua lối sa mạc miền Damas, tới nơi ngươi hãy xức dầu phong Hazael làm vua Syria, xức dầu phong Jehu con ông Nimshi làm vua Israel, và xức dầu cho Elise con Saphat người xứ Aben Mehula làm tiên tri thế ngươi." Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, con tìm kim dung nhan Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Xin thương xót và nhẩm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời. Hãy tìm ra mắt ta. Lạy Chúa, con tìm kim dung nhan Chúa. Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa. Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con. Xin đừng xua đuổi tôi tới người trong cơn thịnh nộ. Chúa là đấng phù trợ con. Xin đừng hất hủi con. Lạy Chúa, con tìm kim dung nhan Chúa. Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Lạy Chúa, con tìm kim dung nhan Chúa. Alleluia, Alleluia. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng chớ ngoại tình. Phần thầy, thầy bảo các con, ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm thì hãy móc mắt quăng khỏi con đi. Thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm thì hãy chặt và quăng đi. Vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục." Có lời dạy rằng, ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị. Phần thầy, thầy bảo các con, bất cứ ai bỏ vợ mình, ngoại trừ vì lý do gian dâm là làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ bị bỏ cũng phạm tội ngoại tình nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Để kiện toàn lề luật, nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.
Matthew chương 5 câu 29. Suy niệm: Chúa Giêsu nhiều lần chỉ trích người Do Thái giữ luật dựa trên mặt chữ với đủ thứ tiểu tiết, chi ly và hình thức, trong khi những đòi hỏi cốt yếu của lệ luật thì lại bỏ qua. Nói như thế không phải là Chúa Giêsu bãi bỏ luật Môsê. Matthew chương 5 câu 17. Trái lại, Ngài đòi hỏi phải kiện toàn lệ luật bằng cách có một thái độ quyết liệt, dứt khoát đối với tất cả những tư tưởng đen tối, những ước muốn bất chính, và thậm chí phải chặt tay, móc mắt, quăng đi nếu chúng làm cớ cho anh sa ngã. Khi tuyên bố những điều này, Chúa Giêsu có ý nhấn mạnh ý thức sâu xa và nhạy bén trước tội lỗi và đến tinh thần giữ luật cách triệt để, chứ không phải là nghĩa đen của ngôn từ. Đây chính là sự kiện toàn lệ luật mà Chúa nói đến để có thể trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew chương 5 câu 48. Mời bạn, có người trong xã hội hôm nay đang mau chóng đánh mất cảm thức về tội lỗi. Người ta hăm hở tìm kiếm sự hoàn hảo về trí thức, của cải, sắc đẹp hơn là trở nên hoàn thiện trước mặt Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở bạn biết quý trọng vẻ đẹp của linh hồn và dốc sức để bảo vệ và trau dồi nó, dù có phải trả giá lớn lao thế nào đi nữa. Sống lời Chúa, quyết tâm chống lại cơn cám dỗ cách quyết liệt, dứt khoát, ngay khi nó vừa mới chớm phát sinh. Cầu nguyện để Chúa Giêsu xin ban cho con thêm lòng yêu mến Chúa và lệ luật của Ngài, cho con biết quyết lòng từ bỏ những gì không đẹp ý Chúa, để con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Hãy làm chủ chính mình. Một tác giả nọ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một nhà trí thức, một thương gia và một quan đầu tỉnh bị quân cướp tấn công nhân một cuộc hành trình giữa sa mạc. Sau khi đã đánh đập, bọn cướp bỏ ba người giữa sống và chết bên lề đường. Tuy nhiên, ba người cùng cố gắng lê bước để tìm đến túp lều của một vị ẩn sĩ. Sau khi đã băng bó các vết thương cho ba người, vị ẩn sĩ mới nói với họ: "Túp lều của tôi quá nhỏ, mùa đông lại sắp đến, xin mỗi vị cố gắng làm riêng cho mình một căn lều để trú ẩn." Nghe thế, cả ba người bộ hành đều chống chế vì họ chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình mà thôi. Vị ẩn sĩ mới cho họ biết rằng tuyết đã bắt đầu rơi và không còn một lối thoát nào có thể giúp họ ra khỏi vùng sa mạc. Nhưng làm thế nào để tự mình có thể dựng cho mình túp lều? Nhà trí thức thì than phiền rằng mình không có sách vở trong tay. Thương gia thì quả quyết rằng cả đời mình chỉ biết đếm tiền và giao dịch. Còn viên đầu tỉnh thì cho rằng ông không thể làm việc gì mà không có thuộc hạ. Nhưng nước đến trôn rồi thì cũng đành phải nhảy, không còn lý do gì để khước từ. Cả ba người đành phải bắt tay và dựng riêng cho mình căn lều. Khi họ vừa hoàn thành túp lều thì mùa đông cũng vừa đến. Trong suốt mùa đông dài, họ không còn biết làm gì hơn là ngồi bên bếp lửa để ôn lại chuyện quá khứ. Vị ẩn sĩ thỉnh thoảng cũng xen vào câu chuyện để góp ý và an ủi ba người bất hạnh. Đông tàn xuân đến, ba người bộ hành muốn lên đường trở về tức khắc, nhưng lòng tốt và tình bạn của nhà ẩn sĩ không nỡ để họ ra đi. Thành ra họ đành ở nắng lại một thời gian để giúp ông này cày xới và gieo trồng, cũng như chăm sóc gia súc. Và rồi khi ánh nắng xuân chiếu tỏa giữa sa mạc, họ cũng ở lại thêm một thời gian để ngắm cảnh thiên nhiên. Một ngày nọ, vị ẩn sĩ mới thắc mắc như sau: "Tôi không còn nghe các ông nói đến sách vở, công việc làm ăn và những người thuộc hạ nữa. Có chuyện gì xảy ra cho các ông không?" Cả ba người đều giữ thinh lặng. Vị ẩn sĩ mới nói tiếp: "Tôi xin phép được trả lời cho các ông nhé. Trước kia các ông có một ông chủ. Ông chủ của các ông có tên là sách vở, là tiền bạc, là các thuộc hạ. Giờ đây các ông cũng giống như chó lạc mất chủ. Các ông cảm thấy tự do, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn là các ông nên trở về với sách vở, với tiền bạc và với các thuộc hạ của các ông. Trở về nhưng không với tư cách là nô lệ nữa, các ông hay là chủ chính mình. Và nếu các ông muốn có một người chủ luôn để các ông tự do hoàn toàn, xin hãy nhớ đến tôi và chủ của tôi."
lục soát cho kỹ trong lương tâm, có lẽ ai trong chúng ta cũng phải thú nhận rằng mình là nô lệ của rất nhiều ông chủ. Có ông chủ mang tên là một ý thức hệ kiên cố đang trói buộc đôi cánh tư tưởng của chúng ta. Chúng ta bị giam hãm trong vòng nô lệ đến độ không dám đưa chân bước ra khỏi vòng tròn mà ý thức hệ đó vẫn đã vẽ sẵn. Có ông chủ mang tên là những định kiến đối với cuộc đời, đối với xã hội, đối với con người mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ, mà chúng ta luôn chụp xuống trên người khác. Có lẽ cũng là hàng rào kẽm gai mà chúng ta khoanh tròn xung quanh chúng ta để mãi mãi chỉ mang lấy một cái nhìn hẹp hòi, kỹ. Có ông chủ là những thói quen xấu mà chúng ta tích lũy như một pháo đài kiên cố để không muốn rời một bước. Có ông chủ là thứ tôn giáo, vụ hành thức, trong đó chúng ta cố gắng tô vẽ cho mình một bộ mặt đạo đức, nhưng kỳ thực lại hoàn toàn xa lạ với tin mừng của chân lý và tự do đích thực. Mỗi người chúng ta cần phải rời bỏ những ông chủ quen thuộc để đi vào trong túp lều nhỏ bé, nhưng chính do chúng ta cố gắng tự tạo ra nơi sa mạc của cõi lòng, chúng ta sẽ gặp được chính Chúa là ông chủ đích thực của chúng ta. Có trút bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống, chúng ta mới cảm thấy được Ngài chiếm ngự, và lúc đó chúng ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã hứa, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Bài trích sách Lại Sống.